Dạ, chị Nguyễn mến chào quý anh chị. Chị Nguyễn kính chúc quý anh chị mình đầu năm làm ăn phát tài phát đạt nha, tiền giàu như nước luôn. Thì hôm nay chị Nguyễn sẽ gửi đến quý anh chị mình một mẫu nhà nằm trong khu Sài Gòn Thiên Bắc nha quý anh chị, nằm ngay trung tâm thị trấn Cần Giuộc luôn. Ở đây mình di chuyển về các quận huyện trung tâm như quận 8, quận 7, Nhà Bè, Bình Tân, Tân Bình thì mình đi di chuyển mất tầm 25 phút thôi. Thì với nhà của mình là ngang 5m, dài tặng 16m, được thiết kế là một trệt, hai lầu, có 4 phòng ngủ và 4 nhà vệ sinh, nó có sân trước và sân sau. Rất là rộng rãi và thoải mái. Đặc biệt ngôi nhà của mình là hướng Tây Nam nha, rất thích hợp cho gia đình mình đang cần tìm nhà hướng Tây Nam để mình mua mình ở hoặc là mua đầu tư sinh lời, rất là cao nha quý anh chị. Thì toàn bộ căn nhà được ốp BNC giả lỗ luôn nha quý anh chị, có tặng một full mớ nội thất cơ bản để phục vụ đến cô chú anh chị mình rồi. Thì xem đến đây thì cô chú anh chị mình đừng quên bấm đăng ký kênh cho chị Nguyễn nha. Giờ chị Nguyễn xin chào và hẹn gặp quý anh chị mình trong những video lần sau nha.